xã Châu Hóa và xã Cao Quảng vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng quý 1 để ra phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2024. Đồng chí Nguyễn Đình Mão, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Thường vụ phụ trách cùng chủ trì hội nghị. Với sự nỗ lực quyết tâm cao của cấp ủy, chính quyền mặt trận, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân, nên trong quý 1 năm 2024, tình hình kinh tế xã hội và công tác xây dựng Đảng trên địa bàn huyện Tuyên Hóa đạt được nhiều kết quả khá toàn diện. Hoàn thành gieo trồng các loại cây trồng vụ đông xuân theo đúng lịch thời vụ, cây trồng đang sinh trưởng và phát triển tốt. Giá trị công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 3 tháng đầu năm ước đạt 129,3 tỷ đồng. Hoạt động thương mại, dịch vụ có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng thu ngân sách ước thực hiện 27,4 tỷ đồng, đạt 28,16% dự toán tỉnh giao, đạt 26,7% dự toán huyện giao. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh được giữ vững. Cấp ủy Đảng các cấp tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng quý 1 của các tổ chức cơ sở Đảng trong cụm đã đạt được những kết quả tích cực. Tình hình kinh tế xã hội có nhiều chuyển biến. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền và học tập theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được triển khai đồng bộ, kịp thời. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời kiến nghị đề xuất tháo gỡ một số khó khăn vướng mắc trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. Triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2024, đồng chí Nguyễn Đình Mão, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, Thường vụ phụ trách cùng nhấn mạnh, các địa phương cần tăng cường chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho các loài cây trồng, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, tăng cường thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, nhất là chuẩn bị cho giải đua thuyền truyền thống huyện sắp tới, tích cực thi đua chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029.